Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mô phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện vừa tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị trấn Yên Thịnh. Em Phan Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 11E, trường Trung học phổ thông Yên Mô A. Từ nhỏ Ngọc Anh sống cùng mẹ, nhưng cách đây 2 tháng, mẹ em mất do tai nạn giao thông. Em trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Chia sẻ với mất mát và biến cố của gia đình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mô đã quyên góp trao tặng em sổ tiết kiệm trị giá 63,6 triệu đồng. Quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội huyện tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Đây là phần quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, kịp thời động viên em vượt qua mất mát, đau thương, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.